Nói đến các giống lợn đen nổi tiếng trên thế giới, bạn sẽ nghĩ ngay đến các giống lợn nào? Lợn Iberico của Tây Ban Nha hay lợn Kurobuta của Nhật Bản? Đấy đều là những giống lợn thuần chủng và thịt của chúng được đánh giá là loại thịt cao cấp với giá đắt đỏ. Tuy nhiên, bạn có biết rằng tại Hàn Quốc cũng có giống lợn đen đặc trưng? Đã tồn tại hơn 1.000 năm và đang được mở rộng chăn nuôi tại nhiều khu vực, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các trang trại lợn đen lớn nhất Hàn Quốc nhé! Nông dân Hàn Quốc kiếm hàng triệu đô từ trang trại lợn đen. Tại Hàn Quốc có một giống đặc biệt gọi là lợn đen Jeju, một giống lợn quý có nguồn gốc từ đảo Jeju. Giống lợn này đã tồn tại trong một môi trường độc lập cách xa đất liền mà không bị lai tạp với các loài lợn khác. Chúng cũng sản xuất ra loại thịt độc đáo và thường được mô tả là thịt lợn Wagyu do chất lượng và hương vị đặc biệt của nó. Được so sánh như thịt bò Wagyu thì chắc hẳn quy trình chăn nuôi lợn Jeju cũng cần có sự khác biệt so với các trang trại thông thường. Lợn đen Jeju được nuôi dưỡng cẩn thận nhằm đảm bảo hương vị và chất lượng độc đáo. Môi trường trên hòn đảo Jeju rất thích hợp cho ngành chăn nuôi phát triển. Với đất núi lửa và khí hậu ôn hòa mang đến những điều kiện lý tưởng để nuôi những con lợn này. Lợn thường được thả rông và chăn thả trong môi trường tự nhiên. Thức ăn đóng một vai trò quan trọng trong hương vị của thịt lợn. Lợn đen Jeju được cho ăn một chế độ ăn đặc biệt bao gồm các loại cây trồng địa phương, trái cây và thậm chí cả quýt. Thành phần quýt được cho là góp phần tạo nên hương vị riêng biệt. Mặc dù có hương vị thơm ngon, nhưng lợn Jeju lại có khả năng tăng trưởng chậm, phải mất từ 15 đến 18 tháng mới trưởng thành. Chúng thuộc giống lợn rừng, mõm dài, tai dựng, thân hình nhỏ nhắn và di chuyển rất nhanh. Chúng nhanh nhẹn và hoạt bát đến mức một khi chạy thoát ra khỏi chuồng là rất khó bắt được chúng. Một số nơi rất thịnh hành việc nuôi lợn đen Jeju để làm thú cưng thay vì nuôi lấy thịt. Sự thông minh và nhanh nhẹn cùng với kích thước trung bình khiến chúng được ưa chuộng, nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ vì số lượng lớn lợn vẫn nuôi trong trang trại với mục đích thương mại. Một số trang trại nhỏ chăn nuôi theo truyền thống thường nuôi một hoặc hai con lợn đen bản địa với mục đích làm phân bón cho nông nghiệp. Nhưng ngày nay, khi phân bón trở nên phổ biến hơn, hầu hết lợn Jeju được nuôi trong các trang trại có số lượng lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn con lợn với quy mô lớn. Những người chủ trang trại có thể thu lãi hàng triệu đô sau mỗi vụ bởi là giống lợn quý và chất lượng thịt cao nên giá thành của thịt lợn Jeju cao hơn so với các giống lợn nuôi thông thường. Mỗi kg thịt vai của lợn Jeju có giá thành lên tới 60.000 won, khoảng 45 đô 1 kg. Mức giá này có thể coi là đắt đỏ hơn so với nhiều giống lợn trên thế giới.
Người ta nói rằng khi giết mổ được một con lợn đen Jeju 18 tháng tuổi, nặng trung bình 90 kg, sẽ thu hoạch được khoảng 40 kg thịt. Theo thống kê của Cục Chăn nuôi Jeju, mỗi năm có tới hơn 900.000 con lợn Jeju bị giết thịt. Khi lợn đen Jeju đến tuổi xuất chuồng, chúng sẽ được đưa đến nhà máy chế biến hàng loạt. Trong các nhà máy này, các dây chuyền giết mổ, xử lý thịt lợn đen Jeju cũng tương tự như nhà máy giết mổ lợn thông thường. Chúng trải qua quá trình gây mê hoặc gây choáng trước khi đưa lên băng chuyền. Sau khi gây mê, từng con lợn được loại bỏ hoàn toàn lông trên cơ thể bằng nước nóng. Phần nội tạng cũng được xử lý sạch sẽ. Phần thịt lợn sẽ được làm lạnh nhằm bảo quản độ tươi. Tất cả các quy trình chế biến được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Tại Hàn Quốc, thịt lợn đen Jeju có hương vị thơm ngon, được phân phối trên toàn đất nước Hàn Quốc. Khác với thịt lợn tiêu chuẩn, thịt lợn đen Jeju có màu đỏ nổi bật, giống thịt bò hơn thịt lợn truyền thống. Hương vị đậm đà như thịt và giống như bít tết, không có mùi vị đặc trưng của thịt lợn, đều thực sự làm nên sự khác biệt của lợn đen Jeju là kết cấu dai của nó. Để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị tươi ngon của thịt lợn đen Jeju thì cần chế biến chúng theo phương pháp nướng chậm đặc trưng của Hàn Quốc. Khi chấm kèm với nước tương và ăn kèm rau sống, bạn sẽ cảm nhận được miếng thịt như tan trong miệng với hương vị mềm mại và mọng nước. Nếu có dịp du lịch tại Hàn Quốc, bạn đừng bỏ qua những món nướng từ thịt lợn đen Jeju nhé. Hãy cảm nhận hương vị của từng miếng thịt, điều đó chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị hơn. Đất nước Canada rộng lớn, nổi tiếng với ngành công nghiệp chăn nuôi gia súc trên toàn thế giới. Mặc dù chỉ có khoảng 7% đất đai phù hợp cho việc trồng trọt, nhưng khí hậu và đồng cỏ bản địa của Canada khiến nơi đây trở thành nơi lý tưởng để chăn nuôi gia súc. Vậy, những trang trại bò lớn nhất ở nơi đây hoạt động như thế nào? Mời các bạn cùng tôi khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Khám phá trang trại bò lớn nhất Canada. Nổi tiếng trên thế giới vì ngành công nghiệp sữa, ngành chăn nuôi bò sữa trở nên quan trọng trong nền kinh tế của đất nước Canada. Các trang trại khép kín hay trang trại ngoài trời đều được đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho ngành công nghiệp chăn nuôi này. Chăn nuôi bò sữa là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất và lâu đời nhất ở Canada. Tại đây, khoảng 98% các trang trại bò sữa do gia đình sở hữu và điều hành. Ngành chăn nuôi bò sữa được chú trọng và phát triển, dẫn đến ngành công nghiệp sữa ở Canada cũng nổi tiếng với các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao.
cùng tham quan một trang trại bò sữa khép kín đầy đủ các thiết bị hiện đại với hàng trăm con bò được chăm sóc cẩn thận. Chuồng trại chăn nuôi đều được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, máy hút sữa tự động cũng hoạt động với hiệu suất cao. Những con bò tự do hoạt động thoải mái bên trong trang trại, cho dù vào mùa đông hay mùa hè đều đảm bảo nhiệt độ cho những con bò sữa để chúng có thể cung cấp chất lượng sữa tốt nhất. Bê con là tương lai của bất kỳ trang trại bò sữa nào, chúng cần được chăm sóc kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Không chỉ áp dụng các công nghệ cao mà đòi hỏi nhân công chăm sóc cũng rất tỉ mỉ và kiên nhẫn. Chỉ có như vậy mới có thể cho ra những con bò sữa có chất lượng cao. Khi được vận chuyển đến các trang trại, bò sẽ bắt đầu thụ thai khi được 15 tháng tuổi. Sau khi sinh bê con, nó đã có thể cung cấp sữa trong khoảng 10 tháng sau đó. Mỗi con bò sữa sản xuất trung bình 30 lít sữa mỗi ngày. Bê con sẽ bị tách mẹ chỉ vài giờ sau khi sinh, chúng lại được chăm sóc trong các khu vực riêng biệt. Quy trình vắt sữa bò cần được đảm bảo vệ sinh nhất. Máy móc hay các thiết bị đều được khử trùng sạch sẽ. Thông thường, mỗi con bò sữa cung cấp sữa trong vòng 2 đến 4 năm tuổi, vì thời gian sau đó, chất lượng sữa sẽ bị giảm sút. Các trang trại cần thay thế nhiều lứa bò sữa thường xuyên để đảm bảo chất lượng. Thức ăn cho bò cũng là thức ăn xanh được ủ chua tự nhiên hoặc cỏ khô. Đặc biệt, người ta còn cho bò sữa ăn các loại hạt phơi khô, giàu protein và có vị ngọt khiến chất lượng sữa được thơm ngon hơn.
việc chăm sóc hàng trăm con bò sữa trong các trang trại lớn là điều không hề dễ dàng. Nhất là số lượng nhân công, nếu không có máy móc hỗ trợ thì chắc hẳn chủ trang trại sẽ mất rất nhiều chi phí thuê nhân công. Sau khi vắt sữa được bảo quản ở nhiệt độ 5 độ C hoặc thấp hơn, trong vòng 48 giờ, sữa được đến nhà máy chế biến để được thanh trùng và đồng nhất. Cách sản xuất sữa phụ thuộc vào một số công nghệ khác nhau, tất cả đều được thiết kế để giúp quy trình này hiệu quả hơn. Trải qua nhiều công đoạn khác nhau, sữa được đóng chai hay đóng vào trong hộp đưa đến siêu thị hay cửa hàng để đến tay người tiêu dùng. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.